Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cáp tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp. Thứ năm, ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Hợi, tháng Đinh Hợi. Năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, ốc thượng thổ, ngày đinh hợi, tức chi khắc can, nghĩa là thủy khắc hỏa và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, ốc thượng thổ, kỵ tuổi, tân tỵ, quý tỵ, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày hợi, lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi, thành màu cục, xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỵ tỵ quý tỵ quý mùi, quý xỉu và quý hợi tuổi dung trong tháng, tuổi kỳ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày cũng có, gồm sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hỏa tai, xấu về xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao đục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao thần cách, kỵ tế tự, sao ngũ quỷ, kỵ xuất hành sao cựu không kỵ xuất hành cầu tài lộc khai trương, sao lôi công xấu đối với xây dựng nhà cửa sao nguyệt hình xấu mọi việc vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính đông sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý đang gặp được ngày hợi tí tương hội cho thấy vận trình tình cảm của bạn tuổi Tý đang diễn ra rất chi là tốt đẹp, đến được với nhau đã là cái duyên, được nên đôi vợ chồng là do tu nhiều kiếp mới thành, và bạn tuổi Tý hiểu được điều này, vợ chồng hết mực gắn bó, yêu thương nhau, cùng cố gắng vì tương lai ở phía trước tốt đẹp hơn. Trong công việc với bạn tuổi Tý ngày thứ năm này, bạn là người có tham vọng có quyết tâm và mong muốn giành lấy thành công nên chăm chỉ cần mẫn làm việc chẳng quản ngại khó khăn. Gia đình hạnh phúc càng tiếp thêm nhiều động lực cho bạn tuổi Tý làm việc và bạn tuổi Tý nằm trong top những con giáp thành danh nhờ bản lĩnh, bạn mệnh biết rằng mình cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn mới có thể đạt được mục tiêu mình mong muốn mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình. Thụy khí vượng, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi Tý có phần bị sa sút, bạn mệnh nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn, khó khăn trước mắt là điều ai cũng thấy, nhưng hãy luôn duy trì tâm thế lạc quan, đừng vì thấy khó khăn mà chán nản, gục ngã hay là làm hại đến thân mình. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, 9 tháng trở ngại trong công việc thu được những thành tích đáng tự hào. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, sức khỏe đi xuống nên dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, cần phải nỗ lực nếu muốn công thành, danh toại. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, tình cảm vợ chồng gắn bó, cùng nhau chia sẻ mọi cay đắng ngọt bùi. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, cực kỳ tập trung làm việc, năng suất tăng nhanh, được mọi người tín trọng. Vài đánh giá của bạn tuổi tí trong năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu lục, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân tuổi tỵ tử vi tuổi sửu thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi sửu đang bị thiên quan ngáng đường cho nên cái vận trình của bạn đang bị hung hiểm, rất khó đoán định. Bạn mệnh nên cẩn trọng trong mọi vấn đề để tránh xảy ra những chuyện không như ý muốn. Và đặc biệt, trong ngày này, đối với những bạn làm việc có liên quan tới tiền bạc, con số như là nhân viên ngân hàng, kế toán thì nên kiểm kê số liệu, chi tiết, cặn kẽ, in sao hóa đơn rõ ràng, tránh làm việc lơ là, tắc trách mà lại mắc sai lầm may mắn cho cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội sẽ giúp cho người ấy nhìn thấy nét quyến rũ tiềm ẩn của bản mệnh, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên á với bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này muốn có được tình duyên đẹp như mơ thì trước hết bạn hãy tỉnh dậy khỏi giấc mơ đã đừng áp đặt những tiêu chuẩn của mình lên đối phương mà hãy chọn người phù hợp với mình. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tình cảm như ý đôi bên thấu hiểu và sẵn sàng trao gửi tình thương, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy thu nhập được vững vàng, có thể thoải mái cho việc chi tiêu. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cẩn trọng mọi việc, đề phòng hung hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ tình yêu dần thăng hoa, đôi lứa cùng chung nhịp đập con tim. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc nổi bật và cuốn hút người độc thân có thể tìm thấy mối lương duyên hợp ý. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày dần hợi nhị hợp cho nên bạn tuổi dần làm việc có được sự chăm chỉ hiệu suất hơn hạn so với mọi người nên được cấp trên yêu ái dễ có được cơ hội thăng tín đến với mình tất cả đều là nhờ kết quả mà bạn đạt được xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ ra ngũ hành thủy dưỡng cho mộc trong ngày này cũng dự báo con đường tình duyên của bạn tuổi dần khá chi là tốt bạn có thể sẽ được người yêu trao cho sự bất ngờ vui vẻ để giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống nửa ấy của bạn quả là người tâm lý tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần bạn lại đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần đang có sự tự tin thái quá vào bản thân mình dễ bỏ qua những lời cảnh báo mà không chuẩn bị phương án dự phòng cho những tình huống bất ngờ có thể nại sinh điều ấy có thể làm chua mạn dễ giận đến sai sót và bản mệnh tuổi dần nên học cách kìm chế và cân bằng cảm xúc tránh để cảm xúc lấn át lý trí mà ảnh hưởng tới tiền đồ của mình trong tương lai vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công việc gặp thuận lợi dễ bẻ thăng tín, tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, gia đạo an in, được đối phương quan tâm và tạo bất ngờ. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, dễ mắc sai lầm, cho nên cẩn trọng khi làm việc. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, cần bình tĩnh, giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, thông cảm và chia sẻ mọi mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn với bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi. Cho nên, đối với những bạn đang quản độc thân thì hiểu và thông cảm cho những vất vả của đối phương, tình cảm giữa hai người càng ngày càng nồng thám, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là đến ngày về chung một nhà nữa rồi nhé. Và đối với những ai đã tìm được bến đậu cho mình rồi thì cuộc đời vận trình tình cảm được muôn phần tốt đẹp, bỏ qua hết những toan tính, cái tôi cá nhân, đôi bên cùng hướng về tương lai với tâm thế hạnh phúc và thoải mái nhất. Mối quan hệ của bạn tuổi mạo trong ngày này có được sự hài hòa, cởi mở, giúp cho bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, ký kết được những hợp đồng có giá trị, tạo dựng được uy tín của bản thân trong mắt đối tác. Bởi bạn luôn tin rằng khoan dung và đỏ lượng với người khác chính là tạo phúc cho bản thân mình. Và ngày hôm nay đối với bạn tuổi mão ngày này bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần trợ mệnh mang đến cho bạn phúc lộc dồi dào, cho thấy cơ may về tài, tài lộc đến với bạn tuổi mạo trong ngày hôm nay khá chi là lớn. Bạn đừng để mình bỏ lỡ mất cơ hội, hãy hành động thật nhanh nhưng đừng quên hãy suy nghĩ thật kỹ càng nữa. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình cảm giữa hai người càng ngày càng nồng thắm, cùng nhau phấn đấu vì tương lai tốt đẹp. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cân nhắc chi tiêu, tránh vùng tay quá trán cho những thứ không thực sự cần thiết. Về tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, phúc lộc được dồi dào, tài lộc có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, tình cảm biến động nên giải quyết mâu thuẫn nhanh chóng, tránh để ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, tích cực tu tâm dưỡng tính, may mắn sẽ mỉm cười với bạn về đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu điên, màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi hợi tuổi mùi Tử vi tuổi Thìn, thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính quan xuất hiện, mang đến cho bạn có được những tin tốt lành và may mắn cho sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Thìn, bạn mệnh luôn làm tốt mọi việc được giao cho nên được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp quý mến, cố gắng phát huy những thành tích này, tương lai sẽ rộng mở đến với bạn, bạn tuổi thìn nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn, cái chuyện tình cảm của bạn lại không ít trở ngại trong công việc bạn mệnh quyết đoán bao nhiêu thì ở phương diện tình cảm lại do dự thiếu sự quyết đoán bấy nhiêu, lý do là bởi bạn sợ mắc phải những sai lầm rồi lại dẫn đến chia tay, lại phải trải qua một nỗi đau thất tình từng đã trải qua trong quá khứ. Và với bạn tuổi Thìn, cách tốt nhất để bạn mệnh không vướng phải bất cứ rắc rối nào là bạn hãy biết cân bằng thời gian cho công việc và tình cảm gia đình vợ chồng, tình yêu lứa đôi. Đã tới lúc, bạn tuổi thìn nên để vết thương lòng ở trong quá khứ, không để nó hiện hữu bất cứ giây phút nào trong tâm trí của bạn nữa. Có như vậy, trái tim của bạn mới có thể rung động và tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ tài lộc được dồi dào, may mắn đồng hành tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm lứa đôi lại gặp không ít trở ngại tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đỏ bạc điên tình nên cư xử khéo léo hơn tử vi tuổi canh thìn thuộc kim hãy để quá khứ ngủ in cố gắng vì hiện tại và tương lai tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy muốn hạnh phúc trọn vẹn nên biết cân bằng thời gian cho công việc và tình cảm gia đình Vài đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên bạn tuổi tỵ đang có điểm báo có những mâu thuẫn trong cái mối quan hệ giữa bạn với người ấy cho đi không mong nhận lại là điều ai cũng mong muốn có thể làm được nhưng thực tế thì không như vậy. Cái tôi và sự ích kỷ quá lớn đã đẩy khoảng cách giữa hai người xa cách nhau. Nếu không vì nhau mà sửa đổi, mà cố gắng thì cái mối quan hệ này rất dễ dẫn đến giả dạ nứt và đổ vỡ. May mắn cho cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ là bạn lại đang gặp được ngày có chính tài xuất hiện, mang đến cho bạn có được điểm sáng trong vận trình tài lộc của mình ngày hôm nay. Cái điều này giúp cho bạn tuổi tỵ đối với những bạn kinh doanh buôn bán, phát đạt, kiếm tiền về rẻ như trở bàn tay, lợi nhuận tăng cao vùn vụt. Và bạn tuổi tỵ bạn hãy mạnh dạn tiến hành đầu tư kinh doanh hay là mở rộng lĩnh vực mình đang làm bởi cái thời điểm này khá chi là tốt với bạn, cát khí vượng, rất dễ kiếm được tiền, đạt được thành công mỹ mãn, nếu như bộ lỡ cơ hội thì rất đáng tiếc cho bạn. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tình cảm giản nứt nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tài lộc sẵn có hãy biết nắm cơ hội đầu tư để đĩa ra tiền nhiều hơn. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc kinh doanh phát đạt kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần nắm lấy cơ hội mở rộng kinh doanh để thu lợi nhuận. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, tình yêu có nhiều trở ngại, sự ích kỷ đẩy hai người ra xa nhau. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu dễ phát tài phát lộc trong ngày hôm nay ngày này với bạn tuổi ngọ thiên tài giáng thế mang đến cho bạn có được những cơ hội kiếm tiền khá chi là lớn và bạn tuổi ngọ dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán thì đều có khả năng phát tài nhanh chóng trong ngày này với bạn tuổi ngọ thần tài nằm ở hướng chính đông và hỷ thần nằm ở hướng chính nam. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ có lợi thế sử dụng điểm này để khai trương, mở cửa hàng hay là cầu tài lộc. Đừng có ngại gian khó, vất vả bởi thành quả mà bạn đạt được, sau đó sẽ vô cùng xứng đáng với bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có thủy hỏa tương khắc cái điều này khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn tuổi ngọ và người ấy lại không được suôn sẻ như mong muốn. bạn đang có những mâu thuẫn nảy sinh giữa hai người và với bạn tuổi ngọ, bạn không muốn làm cho người ấy bị tổn thương nhưng trong nhiều chuyện chẳng thể nào làm tránh được. rất có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm cần phải có nhiều thời gian để có thể hàn gắn lại vết thương tình cảm vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim phát tài phát lộc thu được nhiều lợi nhuận từ công việc làm ăn tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy xuất hành hướng chính đông hoặc là hướng chính nam để tăng thêm vận may cho mình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ đừng có ngại khó khăn gian khổ vất vả bởi thành quả mà bạn đạt được sau đó sẽ vô cùng xứng đáng từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, nhiều chuyện phát sinh nên bình tĩnh giải quyết. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, vết thương lòng khó có thể giải bày cùng ai. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần tử vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp được ngày hợi mùi bán hợp. Cho nên, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đang được khởi sắc rực rỡ. Bạn mệnh có thể sẽ được người quyên giới thiệu cho người phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Các cặp đôi thì tình cảm càng ngày càng nồng nàn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Hôm nay là ngày tốt để cho bạn tuổi mùi có thể xuất hành và bạn đừng quên hãy xuất hành theo những hướng tốt như là tài thần hướng chính đông và hỷ thần hướng chính nam để tăng thêm vận may cho mình. Chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này cũng rất chi là tốt. Vợ chồng có được sự hòa thuận, những áp lực trong cuộc sống đều vượt qua một cách dễ dàng. Không thể khiến cho cái mối quan hệ của hai người trở nên xa cách. Có vấn đề gì thì đôi bên cùng chung sức hiệp lực, đồng lòng vợ chồng đồng lòng tát biển đông cùng cạn Tuy nhiên với bạn tuổi mùi có thể sẽ phải gặp nhiều rắc rối trong công việc của mình ngày hôm nay. Bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họ, kẻ tiểu nhân bày mưu hạm hại, cướp đoạt công sức mà bạn tuổi mùi đã bỏ ra, khiến cho bạn mất nhiều thời gian để có thể làm được mọi thứ như ban đầu về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim đường tình duyên khởi sắc rực rỡ cảm thấy tình cảm đủ chín thì có thể tính tới chuyện kết hôn tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy vợ chồng hạnh phúc bên nhau mọi áp lực trong cuộc sống đều vượt qua một cách dễ dàng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tiền bạc dư dôi phúc lộc được dồi dào tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ dễ gặp rắc rối trong công việc nên cẩn thận hơn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại nên tỉnh táo và mưu trí đối phó. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Vận trình của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, bạn đang gặp ngày ngũ hành, thân hợi tương hại, cái điều này cho thấy vận trình của bạn tuổi thân đang bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó vị trí của vị trí của mình đang làm và bạn tuổi thân cố gắng hết sức để chống đỡ nhưng lợi thế ở phía đối phương mà bạn không thể nào làm khác được đành phải chấp nhận lui về sau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là với bạn tuổi thân đầu hàng mà bạn đang lùi về để suy nghĩ, tìm cách đối phó với kẻ tiểu nhân, bạn lệnh kiên định, chính trực sẽ giúp cho bạn vượt qua được mọi chuyện. Trong ngày này, đối với bà tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày cố chính ấn trợ lực, cho nên với bà tuổi thân, càng có thêm động lực để tiến về phía trước. Tiểu nhân dù có răng bẫy cao bao nhiêu, hào sâu đi như thế nào đi chăng nữa, cũng không ngăn nổi quyết tâm của bạn. Ngũ hành tương sinh, kim sinh cho thủy vượng, cái điều này cho thấy với bà tuổi thân đang có được vận số đào hoa nở rộ, dễ tìm thấy được một nửa của riêng mình. Với bà tuổi thân cũng không phải là người dễ dãi, dễ theo đuổi, nhưng khi có người phù hợp thì trái tim tự xích lại gần nhau. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sớm tìm được nhân duyên đôi trái tim xích lại gần nhau. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa, gia đạo hạnh phúc. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, tiểu nhân quấy phá nên bình tĩnh đối mặt và xử lý. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, có động lực để tiến về phía trước, khó khăn đến đâu cũng không ngăn cản được sự cố gắng của bản mệnh. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, đôi lứa hạnh phúc với mỗi lương duyên tạo hóa đã ban tặng. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho chúng ta thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh giúp cho bạn đẩy lùi những khó khăn thử thách bạn tuổi Dậu nhờ đó mà có thể sẽ giành được những thành công vang dội trong công việc ngày hôm nay và với bạn tuổi giàu, bạn có lối tư duy sáng tạo, lại giàu kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm cao, hứa hẹn sẽ mang vẻ doanh thu lớn cho cả tập thể và bạn hãy tự tin thể hiện tài năng trong khả năng cho phép kèm theo đó là thái độ khiêm nhường thành công nhanh chóng nằm trong tầm với của bạn mà thôi và trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp được ngày kim dược sinh cho thủy tình trạng vợ chồng khẩu chín sẽ chấm dứt trong ngày thay vào đó là sự chia sẻ gắn kết không khí gia đình được hòa hợp hạnh phúc đối với bạn đang còn độc thân thì vượng vận về đào hoa đi xa hay gần đều có vệ tinh vây quanh và với bạn tuổi dậu hôm nay tài thần nằm ở hướng chính đông và hỷ thần nằm ở hướng chính nam vì vậy, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chú ý hai hướng này sẽ giúp cho bạn thêm phần may mắn bạn tuổi dậu cần phải nhớ kỹ điều này. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy vượng tin đối mặt với khó khăn giành được những thành công vang dội trong công việc. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa được cấp trên yêu ái thành công nằm trong tầm với. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ gia đình hòa hợp hạnh phúc Quân cái học hành tín tới tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc đối với những bạn đang còn độc thân vượng vận về đào hoa giàu sức hút có nhiều vệ tinh vây quanh tử vi tuổi quý dậu thuộc kim công việc tín trị tốt gặt hái được nhiều thành công như mong đợi và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất đó xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có chính tài chia chở cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi tuất nhờ đó mà vô cùng là hanh thông thuận lợi có được quý nhân dẫn đường trị lối giúp cho bạn tuổi tuất đi đúng đường đúng hướng để tiến bước tới thành công bạn mệnh tuổi tuất không quản ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành công việc bạn là người có trách nhiệm bạn tuổi tuất được cấp trên đánh giá rất cao và có dự định sẽ cất nhắc bạn, bồi dưỡng bạn lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuất, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành, thủy thổ xung khắc có thể khiến cho niềm vui trong ngày hôm nay với bạn tuổi tuất không được trọn vẹn, đường tình duyên kiếm sắc, các cặp đôi dễ gây mâu thuẫn vì những chuyện không đáng có. Và với bạn tuổi tuất bạn cảm thấy ấm ức khi người ấy không dành cho mình nhiều niềm vui bất ngờ so sánh với người khác bạn thấy mình kiếm hơn một bậc xong sinh lòng bực tức khó chịu mà giận tới cãi co về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tài chính vững vàng con đường công danh sự nghiệp được hanh thông thuận lợi tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tình duyên kiếm sắc dễ mau thuận về những chuyện không đáng có tử vi tuổi mậu tốt thuộc mộc đừng cố chấp quá mức và so sánh mình với người khác tử vi tuổi canh tốt thuộc kim làm tốt việc của mình được cấp trên khen ngợi tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy có quý nhân dẫn đường trị lối vững bước tương lai và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Tử vi tuổi hợi, thứ năm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang có điểm báo, sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu xuống dốc. Bạn mệnh sẽ cảm thấy nhức xương, đau chân tay, mội cơ, toàn thân đau nhức. Nguyên nhân cũng là do trong ngày có thủy khí mạnh nên xương cốt của bạn bị tổn thương, các cơ thịt thu lại khiến cho bạn cảm thấy về oải, mệt mỏi bên cạnh việc nghỉ ngơi, thư giãn về gân cốt thì bạn tuổi hợi cũng nên tiến hành vận động những bài tập nhẹ nhàng như là yoga, dưỡng sinh hay ngồi thiền để cải thiện sức khỏe của mình. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chứa mệnh, chẳng những thất bại trong công việc mà với bạn còn có thể gặp phải những rắc rối về tài chính, tiêu xài không kiểm soát đầu tư mà không tìm hiểu kỹ càng, bạn tuổi Hợi sẽ đánh mất vận may của mình. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi về cái phương diện tình cảm của bạn cũng không được mấy tốt đẹp, tính tình của bạn thay đổi thất thường, dễ khiến cho tình cảm giữa hai người này sinh dạn nứt. Bạn tuổi Hợi cứ một mực đẩy người ấy ra xa, gây ra những chuyện tổn thương sâu sắc cho đối phương và bạn nên cần phải cư xử khéo léo hơn. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, công việc có phần không ổn định nên cố gắng hơn để đạt được mục tiêu đặt ra. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, sức khỏe giảm sút, dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, tính tình thay đổi thất thường, dễ khiến cho tình cảm vợ chồng lạnh nhạt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, kiểm soát chi tiêu cho hợp lý, đừng để mất tiền vì những thứ vô vị tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy cần quý trọng sức khỏe của bản thân tránh để mình rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.